Hôi thối, ngập trong rác và nước thải khiến khu vực bến thủy Hồ Tây cũ vô cùng mất vệ sinh và ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh sau hơn 5 tháng kể từ khi các nhà hàng nổi, du thuyền trên Hồ Tây được tháo dỡ, di rời. Việc nạo vét bùn, thu dọn rác thải tại khu vực bến thủy cũ triển khai rất chậm, khiến Hồ Tây vẫn nhem nhuốc như xưa. Khu vực ô nhiễm này kéo dài cả 100 mét, từ đầu ngã ba đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi đến Vọng Ba Lầu. Mặc dù hầu hết các tàu, nhà hàng nổi đã di rời đến vị trí mới, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn 2 tàu chây ỉ nằm tại khu vực này. Theo ghi nhận, 2 tàu này đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, han rỉ và vô hình đã biến nơi đây thành ngôi nhà của muỗi và côn trùng. Dưới mặt hồ bùn đất, chất thải dồn ứ ở khu vực này từ lâu mà vẫn chưa được nạo vét. Cỏ dại mọc tùm, kèm theo đó là rác thải, khiến cho mặt hồ ở khu vực này trở nên đen kịt, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Cháu thường xuyên nhìn người ta vứt rác thải với cá chết xuống đây ạ. Cháu đi cái đấy, cháu thường người thấy mùi hôi thối. Không phải riêng tôi mong muốn mà mọi người dân xung quanh đây đều mong muốn cả. Nhất nhiều mà đến đây là mong muốn là ở Hồ Tây này phải sạch sạch đẹp, cái môi trường nó sẽ làm cho người ta thoải mái hơn. Xác định giá trị đặc biệt của Hồ Tây với môi trường, cảnh quan và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế, thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu dự án nạo vét, bổ cập nước Hồ Tây, coi đây là công việc trọng tâm, trọng điểm về vệ sinh môi trường của thành phố. Riêng khu vực bến thủy, ngay sau khi các nhà hàng nổi, du thuyền được tháo dỡ và di rời vào trung tuần tháng 3 năm 2017, thành phố đã giao cho quận Tây Hồ đề xuất báo cáo phương án nạo vét bùn, thu gom rác tại đây. Thế nhưng, hiện nay theo quan sát thực tế và phản ánh của người dân, vệ sinh môi trường khu vực bến thủy sau khi di rời nhà hàng, du thuyền vẫn còn tồn tại nhiều bức xúc. Môi trường sống xung quanh khu vực này vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do đó cần sự triển khai quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị đã được giao nhiệm vụ.